Xin chào tất cả các mục thủ nha. Đã quay trở lại video của ngày hôm nay. Video ngày 28 tháng 10 thì video tổng cộng cho nên mình là 26 mẫu cần nha. Giới thiệu sơ lược những mẫu như thế này. Có những dòng cần tay nha anh em, cần tay lóng ngắn và lóng dài. Ở đây mình có độ dài cần từ là 3m6 nha. 3m6 đến 6m3. ISO thì em có những dòng từ là 3m6 đến 5m4, có những dòng là cần nha. ISO khen nhỏ, khen lớn đầy đủ này. Có những dòng như thế này. Những chuồng bạo lực nha. Bạo lực cho anh em mà đánh đánh biển này, đánh bạc bãi này, câu ba tiêu nha anh em. Cực kỳ cứng. Cần lọc thêm có những dòng là cần sub leader như này. Sub leader này của dòng mà mắm tôm nha, DX. Cần tay thì có một con 8x1 của dòng C nha. Thì power các bình xoắn hai da. Cần lọc 4 khúc. Đây. Giới thiệu sơ lược cho anh em nha, xíu em sẽ lên từng mẫu cho mình ạ. Đây thì em có cho mình một con Kenryu. Con này chuyên dụng cho anh em câu lô này. Câu lô như này. Câu lô là có thể là câu trà, câu chim cũng được, rất là cứng, tầm khoảng cứng hát nha. Khoan cực kỳ ok. Những dòng như là một khúc anh em câu zit, câu biển, cần dây trong thì em có 2 khúc và 3 khúc. Bên này thì em có những dòng như anh em đánh biển này, đánh biển nó bạo lực nha. Đây, NFT cứng 200 này. Cứng 200 như này. Nhưng con này thì độ cứng tầm khoảng vào 150 đến 200. Đây có những dòng như đánh biển như mình đây, 2m4 150. Cần thì rất ok nha, chuyên dụng anh em đánh trà đánh chim này. Đây, những dòng này cứng tầm khoảng từ 80 nha này, 80 đến 100. Cần rất là đẹp luôn. Thì lô cần này đa số là sẽ tay về cho mình nha. Thì phí ship bên em là 30.000 một đơn tại tất cả sản phẩm nha. Anh em nhận hàng thì đồng kiểm chứ thanh toán. Chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại bên em là Duy 0923 534 779. Rồi em sẽ lên lần lượt nha. Con mã số 1 ở đây, số 1 thì mình có cho mình là cần tay lóng ngắn. Đây, cần tay lóng ngắn carbon. Con đẹp nha. Độ dài của nó là 3m6. Độ dài con này là 3m6 cho mình ạ. Thì con này sẽ đeo thu gọn nha. Lóng ngắn thì hết rồi cho mình bỏ cốc xe, ba lô. Đây, 55,6cm thôi, chỉ được 56cm. Thì con này có thể là bỏ ba lô được nha. Ba lô, cốc xe, những cốc AB được cũng được cái này. Đi du lịch hay đi chơi mình có thể bỏ rất là gọn nhẹ luôn. Chống vỡ. Rồi con này thì ngọn của nó là ngọn 0.8 ly 36. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 3H như này. Tầm khoảng 3H thì cũng chuyên dụng cho anh em này, rô giết thôi. Chứ những dòng này thì anh em muốn đánh bạo lực á, thì lấy những con này mà cứng hơn xíu nha. Đây, phôi còn rất là đẹp này. Phôi là phôi carbon nha. Carbon giả vân trúc. Tình trạng còn ok. Trọng lượng chỉ có 115g, mã số 1, giá là 500 ngàn nha. Những dòng này thì phôi cũng tương đối dài cho mình này. Đây, phôi tương đối dài cho mình nha. Giá là 500 ạ, 36 như này, lóng ngắn. Tình trạng thì còn đẹp nha, nước sơn màu vàng hết ạ. Rồi, mã số 2 ở đây thì có cho mình một con cần ISO hạ tay nha. Thì em sẽ báo tình trạng cho mình này. Có đây là cần ISO hạ tay, cần của nó là độ dài là 3m6, độ cứng 3. Tính theo cần ISO nha, con này hạ tay rơi thêm khoảng 5-6H này. Thì con này là patch, là patch vặn nha. Patch vặn thì em cắt ra thì nó còn cái keo. Keo này thì mình không ảnh hưởng gì nha, cái keo thôi. Keo và chóc sơn. Thì anh em có thể về lấy màn coi nhiệt bọc lại cũng được. Con thì 3m6, hiện tại thì mình nó hạ bớt 10cm ngọn rồi. Còn 3m5. Thì con độ cứng cho rơi trong tầm khoảng vào 6H vậy nè. 6H cho mình cứng ngắt luôn. Ngọn lớn này. Đây em đã quấn chỉ này. Đã quấn chỉ lên kèo cho mình hết đây. Chỉ kim tuyến ạ. Và thay đầu bu rồi. Con thì cắt lóng còn rất là đẹp. Hiện tại thì còn cho mình là 3m5. Độ cứng tầm khoảng vào 6-7H nha. Cái này thì nó chỉ là dính 7 cá nha. Đây cá mình nhặt về. Nó câu cá mà nó còn dính á. Thì chưa có lau. Tại vì hàng nhặt về thì em cũng ít lau cho mình ạ. Đây. Còn dính 7 cá cho mình nha. 3m5 độ cứng tầm khoảng vào 6H nha. Con này thì đánh chép rô giết cho mình cũng được nè, rất là cứng. Thì những cái dòng này hàng của mình là hàng Nhật Bãi nha. Đây. Con này thôi tương đối dày. Trọng lượng 150g, 3m5, ngọn 2 ly, mã số 2, giá là 450 ạ, 450.000. Rồi mã số 3, ở đây có cho mình cần tay như này. Con này tiền thân của nó là cần tay 7m2. Thì nó bị lỗi một lóng, thì em sẽ báo cho mình rõ này. Thì những cái dòng mà dòng Nhật Bãi cho mình hết, có tem đầy đủ này, tay cầm thì được quấn chỉ nha, có buộc cho bảo hiểm này. Con này thì ngọn của nó là ngọn nhỏ thôi, ngọn cần là ngọn 1 ly. Hiện tại của nó thì rơi cho mình tầm khoảng vào 6m3 nha em, chuẩn xác là 6m3 cho mình luôn. Em đo rồi, ngọn 1 ly độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5H đến 4H nha. Đây. Phơi của nó là phơi carbon, carbon xoắn vân như mình này. Đây. Carbon xoắn vân nha. Tình trạng của nó thì có xíu một xíu. Thì sẽ báo rõ cho mình con này độ dài quần là 72. Thì bị dắt một lóng nha. Đây hai lóng này gom lại một cho mình này. Gom gom một. Thì hiện tại độ chính xác của nó là 6m3. Cứng tầm khoảng vào 3.5-4H. Trong cần nó tương đối thẳng cho mình.
thì con này bị lỗi một lóng, để cho mình chắc lại thôi. Đây, tình trạng của nó nha, nó gom hai lại rồi, bên Nhật người ta đã làm rồi, cho nó rất là chắc chắn. Em cho mình xem phôi, tình trạng con này thì cũng rất là ok. Hiện tại cần là 6m3 như này, 6m3 cho mình nó bị lỗi một lóng nha. Này, phôi rất dày này, phôi rất là dày cho mình nha. Con này thì đánh chép cũng được ạ. Trọng lượng con này là 290g, mã số 3, ngọn 1 ly, giá là 500 ngàn nha, 6m3. Rồi mã số 4, ở đây mình cần ISO khoan nhỏ, chuyên dụng anh em mình câu cá nhỏ vừa này. Cần ISO khoan nhỏ, cần có dòng là Pyrus, độ dài cần là 36 nha, 36. Con này hàng của mình là hàng China xuất thị trường Nhật nha. Những dòng thì hàng liên doanh. Đây. Tình trạng cần này, pass là pass Fuji F6, dàn khoan là dàn khoan Fuji, loại xi lá xám. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn lớn, ngọn 1.4 ly. Đây, ngọn 1.4 ly nha. Độ cứng con này tính theo cần ISO nó rơi cho mình tầm khoảng vào độ cứng 3. Con này hạ tay thì rơi cho mình tầm khoảng vào 5H nha. 5H cần rất là cứng ạ. Các lóc thì đẹp nè. 36 như này. Tình trạng thì còn ok hết, hầu như không có xây xước gì lắm. Khoen pad con này là khoen pad Fuji, còn nguyên bản nguyên zin luôn. Hàng China xuất Nhật, hàng liên doanh cho mình. 36, độ cứng tầm khoảng độ cứng 3. Đây, tổng thể như thế này. Trọng lượng của cần là 170g, ngọn 1.4 ly nha, tầm khoảng 1.4-5 ly, mã số 4, giá 550 ngàn. Mã số 5, ở đây em có cho mình cần ISO khoen lớn nha. ISO khoen lớn, tại đây có hãng là Simat. Đây, Simat cho anh em. Những dòng thì hàng Korea xuất Nhật hết. Độ dài cần là 4m5, độ cứng là độ cứng 3. Độ cứng 3 thì cũng dạng cứng rồi. Con này hạ tay thì cũng tầm khoảng 4H cho mình nha. Khoen của nó là khoen Fuji, lọ xi lá xám. Con này pad là pad vặn nha, pad vặn Fuji DPS. Thì những dòng này vẫn hỗ trợ hạ tay nha. Cái pad này thì cắt ra nó dính keo, thì nếu mà anh em muốn hạ tay thì anh em về mua cái bàn co nhiệt hoặc lấy băng keo quấn lại cũng được, nó khỏi xấu thôi. Tình trạng không ảnh hưởng gì. Cứng 3 thì cứng tầm khoảng vào 4H nha. Ngọn thì ngọn lớn, ngọn 1.8 ly này. Đây, ngọn cứng 1.8 ly. Ngọn con này đi kèm cho mình có hai khoen chạy ạ. Đây, ngọn có hai khoen chạy. Lóng cần thì tương đối ok nha, còn đẹp này. Tình trạng có rất là mới, gốc thì có hơi xây xước cho mình xíu thôi, và dính bị cá nha. Đây, lóng trên thì còn ok này. 4m5 độ cứng 3, độ cứng tầm khoảng vào 3H, khoen pad Fuji. Khoen con này thì còn đẹp nha, hầu như không có dấu hiệu nứt chân như mình này. Con này ngọn của cần là ngọn 1.8 ly, trọng lượng 330g, mã số 5, giá là 600 ngàn ạ, tổng thể như thế này. Rồi mã số 6, em có cho mình cần ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa, gọi là chuyên dụng đánh cảm giác nha. Đây, Daiwa. Cần ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa, con này có độ dài cần là 4m8, độ cứng 1 cho mình. Thì những dòng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ, pad Fuji F6. Đây, tình trạng như thế này. Cứng 1 là thích hợp với đánh cảm giác, hạ tay cũng chơi mình tầm khoảng 3H thôi. Có này ngọn cần thì ngọn nhỏ, ngọn của nó đo cho mình là ngọn 1 ly. Ngọn 1 ly như này. Ngọn cần cái đêm có 3 khoen chạy này. Đây, ngọn cần thì dạng ngọn đặt, ngọn tháp nha. Ngọn long phụng cho mình. Thì cứng 1 thì thích hợp mình đánh cảm giác thôi, rất là dẻo. Đây, còn các lóng còn lại của cần là phôi carbon sóng vân hết. Trong tình trạng con này thì anh thích hợp anh em mình cổ đơn, cổ đài nha. Hạ tay cổ đơn cũng được này. Cổ đơn cổ đài cũng được khá cho mình. Phôi còn ok hết. Đây qua độ dài con này là 4m8, độ cứng 1, con này phơi nhẹ thôi, trọng lượng chỉ có 170g ạ. Mã số 6, giá 500 ngàn nha. Mã số 7, ở đây có cho mình còn ISO, con này còn ISO khoen nhỏ của dòng Ryobi. Đây, Ryobi nội địa Nhật tem vàng. Cái lóng gốc ngoài thì hơi cũ thôi, đáng xong thì có rất là đẹp nè. Con này có dòng Fazerway, độ dài 5m4, độ cứng 2, thì những cái dòng này rất là đẹp như này. Phôi rất là ok, pad Fuji F7, dàn khoen Fuji, lọ xi lá xám. Con này ngọn của nó là ngọn 1.3 ly. Đây, ngọn 1.3 ly. Cái lóng còn xong còn đẹp nha. Ngọn con này đi kèm cho mình có 3 khoen chạy này. Đây. Lóng đẹp nha. Thì con này hạ tay đây cho mình tầm khoảng 3.5H như này. Cái lóng còn rất là đẹp luôn. Cái góc ngoài tầm hơi xước xíu thôi. Đây, con này thì phôi dạng là phôi carbon. Xoắn hai da của dòng Ryobi nha. Dạng phôi cao cấp á. Con này có sức dầm một xíu. Tình trạng cần như thế này. 5m4 độ cứng 2, hạ tay thì đưa cho mình tầm khoảng vào 3.5H nha. Đánh chép được cho mình này. Em thấy cứng 2 đánh ok rồi. Và những anh em mình chê yếu gì, đánh 2 là bò cá ok nhất cho mình nha. 2-4kg được hết. Đây, tổng trọng thể như thế này. Trọng lượng của nó là 250g, ngọn 1.3 ly, mã số 2, giá 700.
54 cứng 2 của dòng Ryobi nha. Rồi tiếp theo em có cho mình con mã số 8 là một con cần đánh bạo lực nha, đánh bạo tiêu, con thì có cái nắp chụp kèm nha, nắp chụp rất là dài cho mình, anh em lấy sẽ gửi kèm nắp chụp cho mình. Cần này của dòng Daiwa nha em, Daiwa dòng carbon rod, độ dài 3m6, độ cứng 120. Con này hàng Taiwan quan xuất Nhật, có tem vào đầy đủ này, tay cầm bằng cán mút bắt vạn Fuji DPS. Đây, tổng thể cần như thế này. Con này dạng đánh bạo lực nè, đánh bạo tiêu cũng được nè, cứng 120 thì dạng là cứng rất là cứng cho mình rồi. Con này tất cả dàn khoan của cần đều là dàn khoan dạng khoan biển nha. Đây, khoan Fuji xứ xám ở đây. Con này ngọn của nó thì em đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây, đồ bu full xích chống xoắn nha, ngọn 2.6 ly. Cần này có kèm cho mình là 1 này, 2, 3 khoan chạy như này, 3 khoan chạy còn dạng đánh bạo lực. Thì con này trừ cái lóng ngọn ra, còn cái lóng còn lại của mình nè, đều là phôi carbon xoắn 2 da. Đây, cái khúc chỗ này thì nó bị xước sơn một xíu nha, không ảnh hưởng gì đến cần. Thì những cái dòng này thì em có tham khảo nha, giá thị trường nó là tầm khoảng trên 2 triệu hết. Đây, phôi là phôi carbon xoắn 2 da, cứ 136 thì dạng bạo lực rồi. Đây, còn rất là đẹp. Cái này hàng viện chứ có lau thôi, nó có một số sơn này, sơn và dơ nha. Đây, cái này thì lau sạch thì chả ảnh hưởng gì cả. Sơn như này, cái này là sơn cho mình thôi, chứ không phải bị xây xước đâu. Rồi khoen là dạng khoen biển nha, khoen biển Fuji xứ xám. Đây qua hàng Taiwan xuất Nhật, 3m6 cứng 120. Tổng thể thì còn tầm khoảng 9%. Đây, còn đầy đủ cho mình nha. Đây qua Hero Lock. Thì con này có một cái đắp chụp dài. Trọng lượng của nó thì phôi dày 540g, ngọn 2.6 ly, mã số 8. Giá là 2 triệu như này, 2 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 9, thì em có cho mình con cần lục nha, cần lục của dòng Shimano. Đây, Shimano nha anh em. Con này thì đi kèm cho mình một cái bao vải này, một cái bao vải nha, và nắp chụp kèm hết. Thì những cái dòng mà ISO á, thì bên em sẽ có nắp chụp kèm nha. Những cái dòng có khoang á, thì sẽ có nắp chụp kèm cho mình hết ạ. Cần lục của dòng Shimano, con này là dạng là súp đáy đời nha này, súp đáy đời cao. Cái này thì nó chỉ thu dòng khoen trắng thôi, dạng là súp đáy đời mắm tôm nha, anh em hay kêu cái tên này á. Thì độ cứng DX để thì tầm khoảng vào 27 cho mình nha, 27 đánh lực đầu cần, đánh tầm khoảng vào 3m đổ lại là vừa này. Đây, những cái dòng thì nó chỉ gần bằng cái dòng khích tôm cho mình rồi. Súp đáy đời 4m25 cứng DX tầm khoảng 27. Pass là pass Fuji Starlet LS7, tất cả dàn khoen của nó đều là dàn khoen full xích như này. Đây, dàn khoen full xích hết. Tình trạng con này thì có rất là mới, độ mới của nó rơi cho mình tầm khoảng vào 95% nha. Ngọn có đẹp đo cho mình là ngọn 2.3 ly, độ bu full xích nè, ngọn carbon xoắn 2 da. Có định vị khoen, đây có định vị khoen nha, những cái dòng thì chỉ thu dòng khoen trắng thôi. Đây, nó không như là dạng súp leader bình thường đâu nha. Cái dòng súp leader thường á, thường mà đẹp á, 4m2, 4m5 á, thì thị trường nó còn bán cho mình là giá tầm khoảng rồi 2.8-3 triệu rồi. Đây, khoen full xích như này, khoen full xích á, mà con kia cũng không có được khoen xích nữa. Cái dòng mắm tôm mà rất là ok. Đây, tình trạng còn đẹp nha, nắp chụp bao vải kèm hết. Trọng lượng là 395g, mã số là mã số 9 nha anh em. Giá con này là 3.200.000. Tổng thể thì còn rất mới và đẹp nha, trên 95%. Những dòng thì đa số là hàng nội địa Nhật cho mình, không có xuất thị trường ạ. Rồi tiếp theo mã số 10 thì em có cho mình con cần tay nè. Cần tay cho em săn hàng này. Đây, cần tay của dòng Shimano nha. Shimano nha anh em. Đây, cần tay của dòng Shimano Hipower X nha anh em. Độ dài con này 8m1 nha. Mốt lâu ngày tôi hơi bị phai một xíu cho mình này, 8m1 của mình Shimano nha. Con này phôi cần là phôi carbon xoắn 2 da hết. Con này thì đã cuốn chỉ chống nổ cho mình nha. Đây, cuốn chỉ chống nổ từ bên Nhật về. Thì hàng bên Nhật về có sao thì báo vậy cho mình nha. Đây, cuốn chỉ chống nổ rồi. Thì tốt cho anh em mình săn hàng nha, nó khỏi bị chống nổ này. Rồi con này phôi rất là dày. Em sẽ lấy đường lóng cho mình xem kỹ hơn. Con này thì nó không có bao vải và không có đắp chụp kèm, thì có nó có đắp đít thôi. Đây, phôi cần như thế này, phôi dày nha. Con này thì nó nặng hơn cái con hôm qua một xíu. Hôm qua là cái con này FT như này, còn đây con C. Còn hai con này con nào cũng phải bao xoắn hay dài cho mình hết ạ. Cho mình xem cắt lóng rồi nha, trông rất là đẹp. Con này em đã test rồi, độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng vào 6-7H nha. Trông cần ra thẳng ạ. Đây, ngọn cần thì zin cho mình hết này. Đây, phôi nha, cái bao xoắn hay dài. Trông thì có quấn semi chống nổ hết. Tình trạng của nó thì có xây xước, con này tầm khoảng 9% nha. Đây, không dập không bể nha, hàng đến tại anh em cứ nhận hàng đồng kiểm nha, vui lòng kiểm tra với thanh toán này. Đây, phôi rất đẹp. Mình biết trên chi tiết thì inbox nha, em sẽ gửi thêm hình ảnh cho mình xem kỹ hơn. Đây, còn hai lông gốc của nó này, dạng phôi rất dày, cứng tầm khoảng 6-7H của dòng Hipower Shimano cho anh em, 8m1. Hàng những dòng thì đa số là hàng của mình là hàng nội địa Nhật hết rồi. Phôi cả bằng xoắn hay da hết.
còn rất là ok nha. Đây, tình trạng cần như thế này nè. Con này thì ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 1.7 ly. 1.7 ly mà cứng tầm khoảng 60Hz ở trong cần đó thẳng nha. Cần nó thẳng cho mình. Thì anh em có biết nha, con này thì đa số là ngọn của đất hai ngọn trên là carbon xoắn vân. Còn những loại còn lại là carbon xoắn hai da hết. Thì những cái dòng này thì anh em xài nhiều thì biết rồi. Trong là nóng và đẹp hết nè. Thì con này nó về thì không có bao vải và không có lắp chụp như này. Thì tại vì hàng bãi nó về thì thằng chủ trước nó xài ấy, thì nó hay quăng thì nó không còn. Ai xài kỹ thì nó còn thôi. Shimano 8x1 cần tầm 6-7Hz cho mình nha. Cần nó thẳng tắp ạ, phôi carbon xoắn hay da hết. Những dòng này em có thể là săn hàng cũng được này. Rồi có nắp chụp kèm thì không có cái nắp chụp ở trên nha. Cái này thì anh em việc chế cho em cũng được. Ngọn của nó là ngọn 1.7 ly, trọng lượng là 420g, trong phôi tương đối dày, mã số 10, giá là 2.600.000 nha này. 2.600.000 ạ. Đây, nó sẽ bị chốc nổ hết, mã số 10 cho mình nha. Rồi mã số 11, ở đây em có cho mình con cần 4 khúc, cần lục 4 khúc nha này. Cần lục 4 khúc cần này của hãng là Shimano. Con này là dòng này. Sorry nha. Trong này có dòng Arocat nha em. Arocat 4m50 DS. Đây, cái đó mà DS nha. Thông số cho mình này. 4m5 thu gọn 121cm này. Độ cứng tầm khoảng từ 20 đến 30. 20 đến 30 thì nó cứng tầm khoảng vào 27 nha, đến tầm khoảng 27 cho mình này. Đây. Thì những cái dòng mình nội địa Nhật nha, có tem vàng này, cái kiểu anh tự bị xước cái tem. Và thông số như sau, cần nó cho 4 khúc nha này. Đây, 4 khúc. Khoen đề ba của nó là khoen gập nha, khoen Fuji xứ xám, còn những khoen của nó còn lại là khoen Fuji này, chân cao. Đi kèm cho mình là 1 2 3 4 khoen nha. 4 khoen. Đây, tổng tổng thể như thế này. Sau này còn đẹp hết này. Còn cao su đầy đủ nha. Tay cầm thì được bọc miếng da. 4m50 cứng DX Pad Fuji F7. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.4 ly thôi. Đây, ngọn 2.4 ly. Có đóng semi chống nổ nha. Đây, ngọn zin tao cần. Khoen Pad Fuji hết. Cái dòng là Dynamic như này. Đây, 4 khúc. Khoen đề ba là khoen cập cho mình này. Thì những dòng này thì nó cứng tầm khoảng vào CS đối với cần rút nha. CS đối với cần rút. Con này thì còn đẹp trên 90%. Có xây xước hầu như không đáng kể lắm á. Đây, Arocat 4m50. Ngọn của đó là ngọn 2.4 ly, trọng lượng 530g, phôi tương đối dày, mã số 11, giá là 3.200.000. 3.200.000 ạ. Rồi mã số 12, ở đây có cho mình con cần 2 khúc. Con này hàng tưởng như mình như này. Con này hàng rất là hiếm này. Cực kỳ đẹp luôn. Cần 2 khúc, cần này của hãng là Tenryu như này. Đây. Tenryu. Tenryu nha, dòng carbon. Tenryu thì anh em biết rồi, hàng nội địa Nhật hết cho mình. Đây, thông số như sau. Con này độ dài của cần em đo cho mình là gần tầm khoảng vào gần 3m2 nha. 3m2, thông số tải mồi con này tính theo cần lưu á. Thì tầm khoảng 2 đến 2 1/2 OZ thì đó là cho mình tầm khoảng vào tầm khoảng 70g như này. 70g con này thường có thể đánh tra này, đánh chim được hết này. Đây, khoen là khoen Fuji nha. Con này khoen nó khoen rất là được cao luôn. Khoen này nó chỉ thua một khoen trắng cho mình thôi. Đây, khoen Fuji nha em. Khoen Fuji trắng này, ba chân. Cực kỳ ok. Phôi là phôi carbon xoắn caro toàn thân. Độ dài con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3m1 hơn như này. Em đo cho mình là 3m1 hơn một xíu. Thì còn nguyên bản nguyên zin luôn. Hàng nội địa của mình này, nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ, tem ru thì nội địa hết rồi. Con này tính theo cần lô thì độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào MH nha nè. MH đến H nha. MH đến H. Con này tính theo cần mà cần 2 khúc á, con này nó cứng tầm khoảng trên 80. Nó tầm khoảng vào 80 đến 100 cho mình. Đánh tra đánh chim được nè. Tổng trọng thể như thế này. Nội địa Nhật nha em. Tenryu. Khoen là khoen trắng nha. Khoen trắng, khoen xích hết, chân cao. Bắt vạn Fuji, ngọn là ngọn 2.8 ly. Trọng lượng con này chỉ có cho mình là 300g thôi. Mã số là mã số 12. Giá này là 2.800.000 nha em. 2.800.000. Đây, dòng thích là bạn này mua sưu tầm nha. Con này còn mới cứng luôn. Hầu như không có xây xước gì lắm. Đánh tra đánh chim câu lưu cũng được nha. Câu lưu là dạng là lưu lục bình này, lưu bạo lực cũng được nha. Lưu nhát thật cũng được cho mình. Rồi tiếp theo có cho mình con cần một khúc. Con này thì chuyên dụng cho anh em câu zip biển này. Câu zip nha, câu lưu vẫn được. Cần một khúc, cần này có dòng là Eco Club. Độ dài của nó là 1m8, độ cứng 50. Thì những cái dòng Eco Club này hàng nội địa Nhật hết nha. Đây, thông số như sau. Tất cả dàn khoen đây là dàn khoen ba chân Fuji này, khoen ba chân Fuji như này. Đây, ngọn là ngọn Dobu Fuji chống xoắn. Cái này ngọn em đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Tay cầm thì bằng cán bút này, tay cầm bằng cán bút nha, cán bút dài. Trên này nữa, pad là pad Fuji DPS. Có này tính theo cần lô thì độ cứng tầm khoảng vào ML tới M. Còn tính theo cần zip thì độ cứng tầm khoảng vào 50. Đây, ngọn 2.2 ly, cho mình xem kỹ hơn. Đây, ngọn 2.2 ly nha.
thì những cái dây là một khúc thì ống nước em đang đóng cho mình là đóng nước dài nha, đóng nước tầm khoảng vào 1.8 1.9 cho mình, tầm khoảng 1.9 á, thì tiền ship tôi tính cho mình là 30.000 một đơn thôi. Này, tổng trọng thể như thế này, 1.8 cỡ 50 dòng Eco Club hàng nội địa Nhật cho mình, một khúc nha, câu xích, câu biển, câu lô đều được nè, câu ngâm. Có đây trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 250g, mã số 13, giá là 750 như này, 750k. Mã số 14, ở đây có cho mình không cần hai khúc dây trong, con này dạng là cần lô nha, cần lô dây trong cho mình này. Cần lô dây trong, cần này của dòng là carbon nha em, carbon con này hàng Korea. Độ dài cần là 1.8, độ cứng 20, độ cứng 20 thì rơi cho mình tầm khoảng vào ML như này, ML tới M. Đây hai khúc độ cứng 10 đến 20, cần lô á. Đây hai khúc nha. Ngọn thì ngọn 2.2 ly, gốc 11 mm, trọng lượng là 130 g. Đây tay cầm thì bằng cán mút nha. Bằng mút. Bắt là bắt vặn carbon. Khoen của nó là khoen xích như này. Đây, khoen full xích nha. Đầu bu full xích cho mình luôn, con này dạng là cần lô rút nha. Dây trong như mình ạ. Thì có lẽ anh em thích á, việc sẽ lên khoen cũng được nha. Lên khoen, ngọn là ngọn 2.5 ly thực tế cho mình. Em đo cho mình là ngọn 2.5 ly, trọng lượng 125 g, mã số 14. Giá là 500 nha, 500 ngàn cho mình thôi. Lô rút ở hàng Korea. Rồi tiếp theo em sẽ có một con cần 3 khúc dây trong của hàng Korea luôn. Con độ cứng cao nè. Cần 3 khúc carbon, con này có dòng là Beta Fashion, hàng Korea, made in Korea, độ dài 3m3, độ cứng 80. Inflict nha. 3 khúc con này độ cứng cao này, 80 thích hợp cho nên mình là lên khoen, đánh tra đánh chim cũng được này. 80 thì dạng cứng rồi. Khoen là khoen xích như này, khoen xích. Đây hỗ trợ cho mình đầu bu full xích luôn này. Đóng sẽ bị chống nổ đầy đủ nha, tình trạng con này có rất là mới. Thì con này anh em về là có thể đánh dây trong được nha, đánh ngâm, đánh ngâm cũng được này. Có thể mít lên khoen á thì mình đánh bạo lực hơn. Đây, thông số mà có đầy đủ nha. Tay cầm bằng cán mút bát vặn Fuji DPS, tổng trọng thể cần như thế này. Đây. Khoen xích nha. Phơi carbon xoắn hai da. Con này thì 3m3, độ cứng 80, trọng lượng của cần là 360 g, ngọn 3.5 ly, mã số 15. Giá con này là 700 ngàn cho mình nè. Rồi mã số 16, các cái cần hai khúc. Hai khúc rất đẹp nha, con này chuyên dụng ngâm lăn xe này. Cần hai khúc cần này có dòng là Sunfit. Dòng double carbon. Đây con này hàng nội địa Nhật cho mình nha, made in Japan. Độ dài cần là độ dài 3m nha, độ cứng 60. Độ cứng 60, phôi carbon xoắn hai da tem vàng. Nội địa Nhật cho mình nha. Thì con này tất cả dàn khoen, con là dàn khoen Fuji loại xi đá xám này. Đây, con Fuji loại xi đá xám. Con này ngọn của nó em đo cho là ngọn lớn, ngọn con này là ngọn 2.8 ly. Độ cứng 60 thì cũng thích là mình đánh chép, đánh ngâm đến làn xe được thế này. Đây phôi là phôi carbon xoắn vân nha. Khúc này là phôi carbon xoắn hai da. Tay cầm bằng cán mút bán là bắt vặn Fuji. Đây Japan nha. Japan US này. Rồi con này thì sau này nó được đổi cho mình một cái dây buộc bảo hiểm. Cái này thích thì mình tháo không để vậy cũng được nha. Của dòng Sunfit, Sunfit thì phôi carbon xoắn hai da rồi. Đây nhìn kỹ phôi nha. Rất đẹp. Hàng nội địa Nhật cho mình. Con này trọng lượng của nó là 330 g, ngọn 2.8 ly, mã số 16, giá con này là 800 ngàn nha. 3 mét cứng 60 ạ. Hàng nội địa Nhật. Rồi mã số 17. Mã số 17 nó có gần hai chi, hai khúc. Con này chuyên dụng cho này mình câu sông này, câu ngâm. Giảm câu bạo lực cho mình á. Cái này có độ dài cần là 1.8 nha em. Của dòng Seafitter, hàng Alpha Tucker nha, hàng Korea. Korea của hãng Alpha Tucker. Rồi tay cầm thì bằng cán bút bắt vặn Fuji. Con này 1.8, độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng 100 đến 150. Dạng đánh bạo lực nha. Đây, tay cầm thì bằng cán mút này, Alpha Tucker nha. Đây, khoen của nó là khoen Fuji. Thì khoen Fuji thì lâu ngày thì nó bị rỉ cái chân dưới này thôi. Cái này thì anh em về có thể là quay keo lại không để bị cũng được nha, không ảnh hưởng gì. Ngọn 2.7 ly. Con này thì debu lớn này, cho này mình chạy phao nha. Tình trạng con này thì có xây xước một xíu. Hàng Korea xuất Nhật có tem vàng đầy đủ cho mình. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji 1.8, cứng tầm khoảng từ 100 đến 150. Ngọn 2.7 ly, trọng lượng 250 g, mã số là mã số 17 như này. Mã số 17, giá là 700 ngàn. Rồi mã số 18 thì có cho mình cần hai khúc dòng NFT. Dòng này thì hàng tuyển như này, hàng này đang biết nhiều này. Hai khúc cần thì của hãng NFT, của dòng Powerlove như này, Avanca, dòng Simity nha. Độ dài 2m1, độ cứng 200. Độ cứng 200 thích hợp mình đánh biển này, bạo lực này. Con này của dòng NFT phôi carbon xoắn hai giá luôn, hàng nội địa Nhật tem vàng. Đây, cực kỳ đẹp như này, còn mới cứng. Con này ngọn của nó đo cho mình là ngọn 3.5 ly. Đây hỗ trợ cho mình đồ bu full xích biển này, chống xoắn này. Ngọn lớn nha, 3.5 ly.
Còn tất cả dàn khoen cần là dàn khoen Fuji ba chân, loại xin đá xám hết, dàn khoen chân lùn nha. Cái đánh cực kỳ bạo lực, cứng 200 thì rất là cứng rồi. Nội địa Nhật tem vàng, tay cầm bằng cán bút này. Bắt vạn Fuji F24, gắn máy lớn được cho mình. Đây, có buộc dây bảo hiểm nha. Tổng thể con này thì còn mới tưng luôn. Đây, inbox thì em sẽ gửi thành thành cho mình nha. Hình mốt cứng 200. Cái này ngọn của nó là ngọn 3.5 ly, trọng lượng 480g, mã số 18, giá là 2.2 triệu nha. 2.200.000, những dòng thích là mình mua sưu tầm nha. Cái dòng rất là ít ạ. 2.2 triệu. Rồi tiếp theo mã số 19 thì em có cho mình con cần hai khúc dòng Daiwa. Con này dạng là cần Kenzaki nha nè. Kenzaki bạo lực này. Con này độ cứng cao. Con này cái độ dài của nó là 21 nha. Thông số nó bị mờ rồi. Bị mờ thông số nha em. Thì con này ngọn của cần em đo cho mình là ngọn 4 ly. Đây ngọn 4 ly. Độ bu biển này, phát quang. Con này độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng tầm 200 nha nè. Nó tầm khoảng vào con này cho mình nha. Tầm khoảng con này cho mình. Nó tầm ngang ngửa luôn á. Thì khoen của nó là dạng khoen chân luồn này, khoen phát quang, phôi là phôi carbon xoắn của dòng Daiwa nha em. Daiwa, con này thì hơi bị mờ thông số rồi. Đây, phôi carbon xoắn hai da, khoen phát quang. Thì tay cầm cái này thì này bọc da, bán là bách vạn Fuji nha. Fuji sau này thì cán gỗ này. Đây, cán gỗ như này, cán gỗ của dòng Daiwa. Độ cứng tầm khoảng vào 221. Thì tình trạng của nó hơi cũ cho mình nha. Kenzaki Daiwa 221, cứng tầm khoảng 200. Khoen pad Fuji phát quang hết, hỗ trợ mình có bơ đen tốt hơn. Tình trạng hơi cũ. Con này trọng lượng của cần là 450g, ngọn 4 ly, mã số 19, giá là 800.000 ạ. Rồi đến biển thì tiếp theo sẽ có cho mình con cần hai khúc. Đây, con cực kỳ ok nha anh em. Con cần hai khúc đánh biển nha mày nè. Cần này của hãng là Alpha Techco, độ dài 2m, độ cứng 150 của dòng Depcon. Con này hàng mình là hàng Korea nha. Đây hàng Korea, xuất thị trường Nhật. Thì con là tất cả dàn khoen của nó đều dàn khoen full sheet nha anh em. Dàn khoen Fuji sheet biển này. Hỗ trợ đồ bu full sheet biển luôn, đóng semi chống nổ đầy đủ. Có đây ngọn của nó thì ngọn lớn, ngọn em đo cho mình là ngọn 3.8 ly. Đây, ngọn 3.8 ly. Tất cả đều là khoen full sheet biển như này. Đây, khoen Fuji nha, sheet biển. Thì những dòng chuyên dụng đánh trên thuyền á, đánh máy điện bạo lực này, tay cầm cán mút, bán là bách vạn Fuji Gold. Vạn Fuji Gold. Sau này chế cho mình cái dây buộc bảo hiểm nha. Đây, dòng Harder Fashion. Alpha Tech hai khúc nha. Hai khúc cực kỳ bạo lực ạ. 2m4 cứng 150. Cho 50 như này. Thì cho 50 thì em vẫn có một con 2m4 cứng 200 của Suzumi như này. Tình trạng của nó còn ok. Con này trọng lượng của nó là 410g, ngọn 3.8 ly, mã số 20, giá là 1.500.000 như này. 1.500.000 ạ. Rồi mã số 21 thì em có cho mình con cần hai khúc của dòng C này. C này con này cứng như này. Đây cần hai khúc Shimano. Độ dài con này là 2m4 của dòng Hipower Super X nha, phôi carbon xoắn hai da. Thì cái dòng này với cái dòng mà là chung một hãng này, chung một dạng như là chung một hệ nha. Đây có dòng mà Hipower nha, phôi carbon xoắn hai da hết này, chung một hệ cho mình. Chỉ dòng carbon xoắn hai da rất là ok của dòng mà Shimano. 2m4 độ cứng là con này đó cho mình tầm khoảng độ cứng 80. Con này ngọn con là ngọn đặc ngọn tháp nha. Ngọn con này là ngọn 2.2 ly. Đây ngọn 2.2 ly. Và tất cả dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại xin đá xám, đóng semi chống nổ, phôi carbon xoắn hai da này. Tình trạng con này thì còn mới nha. Còn mới trên 95%. Đây hầu như không có xây xước gì lắm. Bắt là bắt vạn Fuji D24 dòng Shimano. Tình trạng cái thứ này, hàng là hàng nội địa Nhật hết, tem vàng đầy đủ này. Ngọn 2.2 ly, trọng lượng 290g, mã số 21, giá là 1.200.000. 2m4 Shimano, cứng tầm khoảng vào 80, đánh trà đến chim được ạ. Rồi mã số 22 thì với mình có cần 3 khúc. Cái này chuyên dụng cho anh em đánh bạo lực nè, đánh bạo lực đánh trà đánh chim được nha. Cần này 3 khúc, độ dài 3m3, độ cứng 80. Thì những cái dòng này nội địa Nhật cho mình hết ạ. Khoen Fuji xứ xám. Cái này ngọn của em đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Đây ngọn 2.8 ly. Tình trạng còn mới nha. Con này độ mới của nó là cho mình tầm khoảng 99%. Hầu như không có xây xước gì này. Thì tay cầm bằng cán mút bát vạn Fuji F22. Tình trạng của nó nha này. Có một cái buộc dây bảo hiểm thì những chỗ này nó dạng như định bị lóng á, định bị cắt lóng là nha. Khỏi gắt ra mới khỏi bị lịch khoen này. Phù rất là đẹp. 3m3 cứng 80 thì những dàn là dạng cứng rồi, đánh tra đánh chim, đánh bạo lực được cho mình này. 80 thì dạng cứng cho mình nha. 3m3. Có đèn ngọn của nó là 2.8 ly, trọng lượng 390g. Mã số 22, giá là 1.100.000 nha. 1.100.000 ạ. Thôi mã 23 thì với mình con cần 3 khúc của dòng Suzumi. Còn đẹp như em. Cần 3 khúc của dòng Suzumi, hàng nội địa Nhật tem vàng. Cần này có độ dài cần là 3m5, độ cứng là 50 của dòng New Way.
độ cỡ 50 thì cũng dạng vừa nha, đánh tra đánh chim hay là cũng không được thì mình đánh chép đi, đánh tra đánh chim cũng được nhưng mà dạng như là nó cảm giác hơn. Ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.8 ly, con này hỗ trợ cho mình đồ bua full xích chống xoắn này, còn tất cả dàn khoen của nó dàn khoen Fuji ba chân như này, ba chân lõi sữa đá xám hết, tình trạng cần như thế này, còn đẹp nha, hàng nội địa Nhật tem vàng, tay cần bằng cán mút bát vạn Fuji, tổng thể cần nha, đít là như thế này này, còn rất là ok, khoen Fuji hết nha, khoen Fuji xứ xám, 3m3 độ cứng 50 của dòng Suyumi hàng nội địa Nhật này, tình trạng thì còn tầm khoảng 85-90%. Đây còn nguyên bản. Trọng lượng của nó là 280g, ngọn 2.8 ly, mã số 23, giá là 700.000 ạ. Rồi mã số 24, tìm cách cho mình con cần 3 khúc. Con này cũng chuyên dụng ngâm lăn xe, đánh chép như này. Cần 3 khúc, cần này của hãng là Sunfish nha. Sunfish thì nó giống như cái con trước này cho mình này. Hai con này cũng chung một hệ nha. Thì những cái dòng này cũng là hàng nội địa Nhật hết đây. Đây, đi Nhật cho mình luôn. Double carbon, phần carbon xoắn hai dàn hết ạ. Thì con này kèm theo là 3 khúc, độ dài là 3m3, độ cứng 60. Thì còn những dòng này cũng nội địa Nhật nha. Nội địa Nhật Made in Japan hết. Tem vàng đầy đủ này. Khúc sau này có xước một xíu sơn. Con này cứng 60 thì cũng dạng vừa, ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Đây, ngọn 2.8 ly. Đóng sơ mi chống nổ nha. Tình trạng còn đẹp này. Khoen của nó là khoen Fuji, vỏ sứ đá xám. Đây, tổng thể như thế này. Tay cầm cán mút bát là bát vạn Fuji, chữ vàng. Cần rất đẹp như này. Đây. Cần rất đẹp này. 3m3 cứng 60 cũng dạng vừa cho mình. Con này ngọn của nó là ngọn 2.8 ly, trọng lượng con này là 370g, mã số 24, giá là 900.000 nha. 900 cho mình ạ. Rồi mã số 25 và 26, trên có là mình có cần 3 và 2 khúc. Mã 25 là mình cần 3 khúc như này. Cần 3 khúc, cần carbon rất đẹp này. Cái này có hãng là Sanwa. Tình trạng rất mới như này, phôi carbon xoắn caro này. Xanh qua con này cái độ dài cần là 3m3, đi kèm nhau là 3 khúc. Thì những cái dòng xanh qua này hàng nội địa Nhật nha. Tem vàng đầy đủ này, tem nội địa cho mình. Con này ngọn của nó thì ngọn nhỏ thôi, ngọn em đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây, ngọn 2.2 ly. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám, có đóng semi chống nổ và có định vị lóng này. Con này độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng vào 50 nha, 50 em test rồi, nó cũng bằng những con 50 cho mình. Đây, tình trạng thì còn mới cứng luôn, phôi phía còn đẹp nha, nước sơn hầu như không có xây xước. Bắt vạn Fuji, tay cầm bằng cán mút nha. Bắt vạn Fuji tay cầm cán mút. Sau này có một cái dây buộc bảo hiểm này, khoảng 2.2 ly 3m3 của dòng Sanwa. Tổng thể cần như thế này, rất đẹp như này. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.2 ly, trọng lượng 360g, mã số 25, giá là 900.000 cho mình nha. Ship code 30.000 một đơn toàn quốc nha. Rồi tiếp theo mã số cuối cùng là một con cần hai khúc đai qua. Đây, mã số cần là mã số 26. Cần hai khúc đai qua, cần này có độ dài cần là 2m4 của dòng carbon wicker. Những dòng thì chuyên dụng anh em câu mực nha. Câu mực câu ngầm cũng được này. Có câu mực sẵn cho mình đây. Thì con này hàng của mình là hàng tai qua xuất thị trường Nhật, có mã có tem vàng đầy đủ này. Con này ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 50 đến 80. Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại sứ đá xám. Tổng trọng thể cần như thế này. Phôi carbon xoắn hai da này 2m4, rất đẹp nha. Tay cầm thì bằng cán mút này, bát là bát vạn Fuji chữ vàng 20F22. Sau này tay cầm bằng cán mút nha, cán mút này cầm rất chắc tay. 2m4 có độ cứng tầm khoảng từ 50 đến 80 của dòng Daiwa Horolock. Tổng trọng thể rất là mới nha, tầm khoảng 95%, không có xây xước gì lắm. Ngọn 2.2 ly, trọng lượng 290g, mã số 26, giá con này là 1.000.000 như này, 1.000.000 cho mình ạ. Đây cũng dạng cứng nha. Rồi tổng thể anh em có cho mình là 26 mẫu cần nha. Anh em ấn mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo nha. Em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi anh em chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo nha. Thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn qua Zalo ạ. Chụp hình từng mẫu cần này, gửi cho mình hơn. Thì anh em xem được video cho mình là đăng ký bật thông báo để em về nhiều hàng hơn. Em có thể lên nhiều video để hỗ trợ anh em nha. À, các mẫu hàng mới từ bên Nhật về. Rồi chúc anh em có một ngày tốt lành nha. Đi câu thật nhiều cá, có nhiều sức khỏe này. Rồi tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp anh em video lần sau ạ.